em phải ôm ngay trước khi nó đánh hoặc mùa chạy nhá, cắn xong chạy luôn hay là ôm nào em? Ôm chạy không? Chạy rồi tốt, chạy luôn. Giật chân về Vĩnh đừng sợ. Được chưa đó? Vĩnh, giật chân về. Giật kheo này. Mặt nó. Mặt thằng Tiến ấy, chứ không phải em phải để bụng nó đâu. Mặt Tiến ơi Tiến, mặt Tiến ơi Tiến, mặt má. Mặt. Mọi người còn 17 giây nữa. Dừng, đổi chân bên trái.